tay trong tay ra sân, cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần. Chốt hiệp 2 thì đổi lại. Xin được hân hoan chào đón quý vị khán giả những người bộ đề môn túc cầu của hệ sinh thái truyền thông thể thao God Airplay. Trước mắt của chúng ta sẽ là trận thi đấu bán kết 1 trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch sân 7 người xã Giao Long năm 2023 trên cúp Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức. Vâng, hiệp đấu thứ nhất của Long Hòa cùng với Hòa An đã được bắt đầu. Long Hòa sẽ thi đấu cho trang phục áo tím quần tím các bạn. Di Cá Mồi đã cứu được bóng. Được chia dành cho đội trưởng Văn Hoàng. Ở vòng đấu bảng thì đội trưởng Nguyễn Hoàng đã có những bàn thắng bằng đầu rất đẹp mắt. Những bàn thắng này đã đóng góp cho tấm vé đi tiếp vào vòng knockout ngày hôm nay cho đội quân áp sáu các bạn. Long Hòa là đá bóng của huấn luyện viên Võ Khắc Chiến. Hoàng là đá bóng của trưởng đoàn Văn Vinh, Hai Vinh, Phước Phước. Hòa An sẽ thi đấu cho trang phục áo đỏ quần đen và bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái theo hướng quan sát của quý vị các bạn. Trận đấu đang được ghi hình trực tiếp tại sân Nguyễn Công Thành, NCT Football, ấp Long Hội, xã Gia Long, Tấn Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Buổi sáng ngày hôm nay nắng đã trở lại rồi các bạn ơi. Đây sẽ là một thử thách không hề nhỏ. Long Hòa trước khi bước vào trận đấu này là đội bóng được đánh giá cao hơn. Khả năng cao thì Hòa An sẽ đưa ra đấu pháp là cầm hòa với đứng ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch trong thời gian chính thức của hai đấu các bạn, để có thể tiến đến loạt xuất quân lâu. Đây là một đấu pháp mà cũng thường xuyên được sử dụng ở các giải đấu. Minh Nhật chấn giữ khung thành của Long Hòa, ứng cử viên vô địch. Thủ thành số 1 Minh Nhật, De Gea, số 2 Trần Quốc Bảo, số 11 Khánh Duy, số 5 Văn Phước, số 8 con ác chủ bài Nguyễn Công Thành, đội trưởng Nguyễn Hoàng cùng với người con đó là Di Cá Mồi, Nguyễn Hoàng. Long Hòa là đội bóng có đến hai thế hệ, ba cha con thi đấu trong một đội hình, một tổ đấu nha mấy bạn. Tổ đấu này cũng đã thi đấu rất hiệu quả ở lượt đấu vòng bảng vừa rồi. Tấn Phong, Hiếu Sa Vi. Đội hình của Hoàng An với những con người số 9 Hoàng Phúc, số 20 Đức Phụng, số 6 Hiếu Sa Vi, số 14 Thành Nhân. Đường chuyền dài, cơ hội. Công Thành đã đưa bóng vào trong. Rất đáng tiếc là đường trả về của Công Thành chưa đúng với đà di chuyển của người cha thân thương Nguyễn Hoàng các bạn. Nếu không thì Long Hòa đã có được bàn thắng ở tình huống vừa rồi. Một đường chuyền vào trong bằng đầu
có ý đồ của con át chủ bài Nguyễn Công Thành. Công Thành ảnh hưởng nhiều vào lối chơi của đoàn quân áp sáu Long Hòa ở mùa giải năm nay. Thủ thành tiếng em Dương Võ là vẫn là người gác đền. À, không phải Dương Võ mấy bạn, Dương Võ là bắt cho Hòa Long. Không vào đá bóng của anh Sơn, anh Hoài Phúc. Hòa An không có đánh dấu thủ môn nên bình luận viên cũng chưa biết tên của thủ môn các bạn. Thành Nhân, người em trai ba mạnh của Thành Nhân vẫn chưa. Không vào cú đá của Hoàng An. Ở trong danh sách đăng ký thì đấu thì Hoàng An đăng ký là Hoàng An đẹp trai nha mấy bạn. Mấy bạn nào mà nói An không có đẹp là nó hơi buồn đó mấy bạn ơi. Di Cám Hồi, Văn Phước tuy không có phong độ cao ở trong trận đấu này nhưng mà Văn Phước vẫn được được đặt niềm tin hy vọng rất lớn đến từ ban ghế huấn luyện của ấp 6. Hôm nay thì trưởng đoàn Võ Khắc Chiến cũng đã có mặt tại sân. Vì cá mồi nhưng mà trưởng đoàn không có cung cấp nước uống hay là lương thực gì hết mấy anh em, chỉ xuống tay không thôi. Nguyễn Hoàng đường truyền hơi khó. Tuy tuổi đời không còn trẻ nhưng mà cậu Tư Nguyễn Hoàng thi đấu không hề thua kém so với các cầu thủ trẻ tuổi nha các bạn. Cậu Tư đã cho chứng minh cho chúng ta thấy được là tuổi tác không phải là vấn đề, nó chỉ là con số thôi. Mùa giải năm nay thủ thành của Hòa An FC Hiếu Sa Vi. Bình luận viên vẫn chưa nhận thấy trưởng đoàn Hai Vinh có mặt tại sân các bạn. Vâng, vậy là có nghe giọng của chú Hai các bạn ơi. Thành Nhân, xin lỗi chú Hai. Chưa có cú dứt điểm của Hiếu Sa Vi. Tuy nhiên Hòa An đã không thực hiện đấu pháp giống như bình luận viên đã dự đoán trước trận đấu các bạn. Hòa An đang chơi đôi công chứ không phải là phòng ngự. Văn Phước, đây là giải bóng đá vô địch xã Giao Long năm 2023 tranh cúp Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức các bạn. Đơn vị tài trợ chính của giải đấu năm nay cùng với nhà tài trợ Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức của anh Cao Minh Tuấn thì còn có nhà tài trợ đó là NCT Football Store của anh Nguyễn Công Thành. Được chuyện hơi sau, Minh Nhật, mấy anh em và quý khán giả cũng như các bạn có nhu cầu thì ủng hộ cho anh Nguyễn Công Thành in ấn shop thể thao phụ kiện thi đấu các bạn. Qua số điện thoại 0947 990097. Nguyễn Hoàng tranh chấp rất mạnh các bạn, tuy nhiên thì tuổi tác đã không thể cho cậu Tư có thể giống như thời niên thiếu được. Nếu như mà ở tuổi trẻ thì cũng chưa biết được hàng phòng ngự của Hòa An phải chống đỡ như thế nào với sức mạnh đến tới cậu Tư. Cú đá bằng chân trái chưa thật sự trúng tâm bóng của đội trưởng Nguyễn Hoàng. Trước đó thì Hòa An đã có cơ hội đến từ Sa Vi Hiếu nha các bạn, đường truyền của Thành Nhân. Thành Nhân được xem là mắt xích quan trọng của đoàn quân áo đỏ ở trong trận đấu bán kết 1 ngày hôm nay. Đường truyền dành cho Hoàng An. Hoàng An đến từ tiệm điện thoại di động Phúc An nha các bạn. Bình luận viên cũng là một trong các khách hàng của Hoàng An và Hoàng An cũng hay giảm giá lắm nha các bạn ơi. Minh Nhật, ở giải đấu năm nay không chỉ là ngày hội thể dục thể thao cho mấy anh em chúng ta đã có không có nhiều cơ hội gặp gỡ trong cuộc sống nha các bạn. Tuy là những người bạn thân thiết thời niên thiếu cùng sớm chơi rất là thân nhưng mà do công việc gia đình chúng ta không có nhiều cơ hội gặp lại nhau. Và đây giải đấu này sẽ là cơ hội cho mấy anh em có nhiều chia sẻ trong cuộc sống. Trước đó thì chúng ta phải trải qua được trận đấu này nha các bạn. Di Cá Mồi, đường truyền chưa đủ lực của Di Cá Mồi. Tấn Phong, Ngọc Đức là người theo sát anh Tấn Phong. Anh Tấn Phong vào bóng khá quyết liệt. Anh Tấn Phong nên cân nhắc, dễ nhận thẻ lắm nha anh Phong. Cơ hội bóng đã bật ra, Nguyễn Hoàng. Anh Phong thi đấu khá hay. Wow, tuy nhiên thì đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ đến từ Long Hòa các bạn ơi. Giống như Bình Luận Viên đã nói thì cầu từ Nguyễn Hoàng, đội trưởng của ấp 6 Long Hòa ở mùa giải năm nay đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số thôi các bạn. 1-0 dành cho đoàn quân của ấp 6 Long Hòa với sự dẫn dắt của trưởng đoàn Võ Khắc Chiến các bạn ơi. Đông Em,
Xavi Hiếu. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của cầu Tư. Cầu Tư rất nhanh. Tuy nhiên thì bàn thắng vừa rồi cũng phải nhắc đến sự may mắn. Cầu Tư thực hiện đường chuyền nhưng mà nó trúng vào hậu vệ áo đỏ đi trong đi vô lưới mấy bạn, chứ không phải là cầu Tư thực hiện cú đá. Nhưng cũng sẽ là bàn thắng được tính cho đội trưởng của Long Hoa FC. Nếu không trúng vào hậu vệ thì bóng cũng sẽ tới được vị trí của Ngọc Đức. Ngọc Đức sẽ tung ra cú đá sau nỗ lực đến từ đội trưởng Nguyễn Hoàng. Hiếu Savi. Thành Nhân. Cũng nhắc đến anh Tấn Phong. Anh Tấn Phong ở mùa giải năm trước thì thi đấu hơi rắn các bạn. Đôi khi có phần nóng nảy. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay thì anh đã thi đấu thiên về kỹ thuật nhiều hơn, lối đá tư duy. Hôm nay mùa giải năm nay đã không có người em trai Tấn Bảo của anh Tấn Phong thi đấu cùng với mình. Cả hai anh em đều sở hữu tốc độ rất là tuyệt vời, giống như là con trai của thần gió vậy bạn. Hôm nay anh Tấn Phong đang thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm. Đường chuyền hơi mạnh của anh Phong. Bình tĩnh lại mấy anh em Hòa An. Hòa An có phần hơi bị tâm lý các bạn. Cũng thật dễ hiểu, Long Hòa được xem là ứng cử viên khá nặng ký cho giải đấu năm nay. Thành Di. Bóng ra bật ra. Anh Hai Công Thành cũng chưa thật sự hài lòng với những đường chuyền vừa rồi của người em trai thân thương Thanh Di. Anh Hai cũng thông cảm. Thanh Di chuyên về bóng chuyền nhiều hơn mấy bạn. Tuy nhiên thì bóng đá cũng không hề tệ đâu. Tấn Phong, anh Tấn Phong phá bóng bằng đầu. Phản công, anh Thành Nhân. Đối mặt với Thành Nhân là Văn Phước. Tấn Phong. Cự ly đội hình của Hòa An đang được giữ rất là tốt các bạn ơi. Tuy nhiên là những đường chuyền cuối cùng, Văn Phước đánh chấp rất khôn ngoan các bạn, không hề có lỗi, rất bình tĩnh các bạn ơi. Quá hay, Văn Phước vẫn đang là một trong những trung vệ thi đấu hay nhất ở mùa giải năm nay trong màu áo của Long Hòa ấp 6. Ngọc Đức Văn quay ra đã có bàn thắng lần này thì cậu Tư cũng đã lập công cho đội nhà được các bạn ơi. Bàn thắng trước là may mắn, còn bàn thắng này là hay rồi nha mấy bạn ơi. Hai đều xin lỗi, 2-0 dành cho Long Hoa. Người ghi bàn là đội trưởng Nguyễn Hoàng. Quá tuyệt vời cho cầu Tư. Cú đá của Hiếu Savi. Hòa An đang có dấu hiệu hơi vội vã ở những tình huống phối hợp. Điều này đã khiến cho những đường chuyền thiếu đi độ chính xác nhiều lắm nha mấy bạn. Hiểu sao vì bây giờ đã có đông hơn khán giả đến cổ vũ trực tiếp tại sân Nguyễn Công Thành. Văn Phước. Trận đấu đầu tiên của lượt đấu knockout trận bán kết 1 giữa Long Hòa và Hòa An được diễn ra vào lúc 7:30 ngày 5 tháng 11 năm 2023 và được phát sóng trực tiếp trên hai nền tảng truyền thông thể thao Gold Airplay. Thành Nhân, Văn Phước. Thể hình tốt của Văn Phước đang phát huy hiệu quả với những pha tranh chấp bóng trước các tiền vệ của Hòa An. Vào! Di Cá Mời sẽ là người ghi bàn thắng thứ 3 cho Long Hòa. Các bạn ơi! Cú đá chìm của Thanh Di. Hòa An phải nói là hơi mạo hiểm khi thi đấu đôi công cùng với Long Hòa ở trong trận đấu này các bạn. Long Hòa được xem là một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải đấu năm nay với một tổ đấu khá chất lượng. Đặc biệt là sự góp mặt của thủ thành Minh Nhật nữa các bạn. Minh Nhật cũng vừa mới đoạt được danh hiệu thủ thành xuất sắc nhất ở giải bóng đá vô địch sân 7 người. Anh ở sân Tây Lết, anh Tấn Phong. Tuy nhiên thì tinh thần thi đấu của Hòa An không hề suy giảm nha mấy bạn. Như là anh Tấn Phong, Trà Vi Hiếu, Thành Nhân. Bây giờ mà Hòa An có được bàn thắng thì tinh thần của đội quân áo đỏ sẽ hưng phấn trở lại. Không phải là Hòa An không tạo ra cơ hội, nhưng mà những đường chuyền cuối cùng Công Thành. Đông em là người phá bóng, Đông em còn có biệt danh là Thái Marcelo. Không biết là anh Thái, nhà anh Thái vẫn còn kinh doanh nước mía không anh Thái?
Thời gian trước là tiệm nước mía của anh Thái rất là tuyệt vời nha bạn, ở gần quán hủ tiếu chai. À, hủ tiếu chai cây sứ nha bạn. Cộng Thành, Nguyễn Hoàng, cậu Tư cũng đã khẽ chạm đầu vào bóng nha mấy bạn. Cơ hội tấm không vào hình như đó là Ba Mạnh mấy bạn ơi. Anh Ba mới được tung vào sân, đó là cơ hội phải nói là ngon ăn dành cho đội quần áo đỏ tính trong hiệp đấu này. Để đáng tiếc cho Ba Mạnh. Anh Mạnh muốn dắt bóng đi qua cả thủ môn Minh Nhật. Công Thành vào một pha xử lý chuẩn không cần chỉnh của anh Quỷ Công Thành các bạn ơi. Tỷ số đã là 4-0 cho Long Hoa. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền của Thành Duy và tình huống bắt bóng ban đầu, xoay người một nhịp và tung ra cú vô lê hiểm hóc bằng chân trái. Hạ gục được thủ môn của Hoa An là tỷ số của trận đấu bán kết 1 và bóng đá vô địch sân 7 người xã Gia Long đánh cúp Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức lên thành 4-0. Trước đó thì Ba Mạnh đã bỏ qua một cơ hội phải nói là 10-10 luôn mấy bạn. Anh Ba không đá mà anh Ba lại muốn dắt bóng qua Minh Nhật. Ngọc Đức, thời gian còn rất nhiều Hoa An, đây mới chỉ là hiệp đấu thứ nhất. Đội quân áo đỏ còn phải bình tĩnh trở lại để giúp cho trận đấu trở lại cân bằng hơn. Với tỷ số này thì Hoa An là đội bị nhiều sức ép tâm lý lắm nha mấy bạn. Chúng ta có thể thấy rõ được những lời cổ vũ của Dương Huỳnh Hảo dành cho số 9, nhưng mà không biết của bên đội nào. Thành Nhân, Tấn Phong, Hòa An đang là đội kiểm soát khu vực giữa sân luôn các bạn. Tuy nhiên thì tỷ số vẫn đang nghiêng về Long Hòa áp 6. Công Thành, Long Hòa đã không còn đẩy cao đội hình của mình giống như là thời gian nửa đầu. Dương Hoài Nhân, Dương Hoài Nhân còn có biệt danh là Nhí nha các bạn. Vâng, người bạn thân cùng thời niên thiếu của anh Tấn Phong đó là chị Bạch Tuyết, bưu điện xã Giao Long cũng đã có mặt rồi các bạn ơi. Chị Tuyết sẽ cổ vũ cho mấy anh em Hòa An của chú Hai Vinh. Đức Phụng, xin thông tin quý khán giả và các bạn sau trận đấu này sẽ diễn ra trận bán kết 2 giữa Hòa Long và Hòa Hưng Thạnh, đương kim vô địch của giải đấu bóng đá vô địch sân 7 người. Minh Nhật khá nguy hiểm. Thời tiết hôm nay rất là nắng các bạn. Quả phạt góc dành cho đoàn quân áo đỏ. Hoàng An không vào. Ngọc Đức, Thành Duy, Hoài Nhân, Nguyễn Hoàng. Wow, đường chuyền đến từ đội trưởng của Long Hòa. Sau khi có được cú đúp thì đội trưởng của Long Hòa đã kiến tạo cho người đồng đội bên trong. 5-0 cho Long Hòa áo 6. Đội bóng của trưởng đoàn Võ Khắc Chiến.
Ba Mạnh. Hoàng vẫn còn một, nếu như không có được kết quả tốt ở trong trận đấu với Long Hòa thì Hoàng vẫn còn cơ hội mang về tấm huy chương trong trận đấu tranh hạng 3 nha các bạn. Đối thủ của Hoàng ở trong giải đấu năm nay lượt đấu bán kết 1 là rất mạnh. Quả đá phạt cho Ba Mạnh. Và bên trúng vào hàng rào. Đức Phụng. Công Thành. Không có lỗi mấy bạn. Pha tranh chấp hợp lệ của Tấn Phong. Cú đá không trúng vào tâm của trái bóng các bạn ơi. Ngọc Đức. Hoài Nhân. Tấn Phong. Thành Nhân. Ba Mạnh. Anh Mạnh hơi lưỡng lự mấy bạn ơi. Trước đó thì anh Mạnh đã có cơ hội còn ngon ăn hơn. Tình huống đối mặt với Minh Nhật. Đức Phụng. Không vào. Bây giờ là Long Hòa nhường hẳn thế trận cho Hòa An. Hòa An kiểm soát hầu hết khu vực giữa sân và cả phần sân của đối thủ luôn mấy bạn. Dồn áp sáo về sau bên phần sân nhà. Tuy nhiên thì bàn thắng là điều mà đoàn quân của huấn luyện viên Hai Vinh vẫn đang trên con đường tìm kiếm của đá của Tấn Phong. Không vào mấy bạn, vẫn chưa có bàn thắng. Xin cảm ơn Phước Hội, Hoài Ân, Amok Sport, Võ Tấn Huy. Cảm ơn Trọng Nguyễn, An Trần, Đô Nguyễn Đạt. An Trần đã có lời khen cho cậu Tư là pha kiến tạo hơi ghê. Tấn Phong. Thế lực của Long Hòa cũng có phần bị suy giảm các bạn. Nắng buổi sáng ngày hôm nay quá gay gắt. Đây sẽ là một thử thách không chỉ cho các cầu thủ và những đội bóng mà cả tổ trọng tài hay là ekip của chúng em. Thành Nhân, cơ hội cho Hòa An, Ba Mạnh. Có bàn. Thật không thể tin được luôn mấy bạn ơi. Với pha xử lý vừa rồi thì Dương Hoàng Thảo đã gợi ý bản hợp đồng cho cầu thủ mang áo số 10 An đẹp trai Hoàng An ở mùa giải sau. Mong rằng ở giải đấu tiếp theo thì chúng ta sẽ có được thêm nhiều nhà tài trợ đồng hành. Khánh Duy, không phải đường truyền của Công Thành dành cho Bảo Bảo. Trần Quốc Bảo. Cũng cái tên cũng khá giống với trọng tài Quốc Bảo nữa bạn. Ba Mạnh. Hoàng An. Ngọc Đức. Hiệp đấu thứ nhất sẽ kết thúc với tỷ số là 5-0 nghiêng về lắp áp sáu Long Hòa của trưởng đoàn Võ Khắc Chiến. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào hiệp 2. Tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình tìm nhiều bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh màu cờ sắc áo vững bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi. Với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn.
Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Tay ra sân cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Trong tay ra sân cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi, hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân, hãy gắng sức lên nào để đem chiến thắng vinh quang về đây. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời.
trong tay ra sân, cùng về qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào, để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam, với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Trong tay ra sân, cùng vượt qua bóng lăn nhanh bạn ơi. Hãy gắng sức hết mình, tình yêu bóng đá vang khắp mọi nơi. Tim tôi trong tim anh, màu cờ sắc áo tung bay trên sân. Hãy gắng sức lên nào, để đem chiến thắng vinh quang về đời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Việt Nam, Việt Nam, hãy cố lên bạn ơi, với hàng triệu con tim đang mong chờ. Việt Nam, Việt Nam với tinh thần thể thao, yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Yêu hòa bình và luôn luôn vẹn lời. Chúng ta cùng trở lại với những diễn biến chính của trận bán kết 1 hiệp thi đấu thứ 2 giải bóng đá vô địch xã Giao Long sân 7 người tranh cúp Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức. Hiệp đấu thứ 2 đã có sự góp mặt của thủ thành trẻ Công Mỹ phía Hòa An, đá bóng của huấn luyện viên Văn Vinh Hai Vinh. Công Mỹ là một trong những thủ thành trẻ có chiều cao lý tưởng của quê hương xứ giờ được chuyền vào trong. Đến từ nỗ lực của Ba Mạnh, trong hiệp 1 thì Ba Mạnh đã có hơn 2 cơ hội, đặc biệt là tình huống đối mặt với Minh Nhật. Tuy nhiên thì Ba Mạnh muốn đi bóng vượt qua cả Minh Nhật luôn các bạn. Thủ thành Tấn Kiệt đã vào thay cho Minh Nhật. Phía cầu môn khu thành của ấp 6 Long Hòa. Em Kiệt là con trai cưng của chú Hải Kịch. Hoàng Phúc, Đức Phụng, ở trong hiệp đấu thứ nhất thì Hòa An đã không đưa ra đấu pháp theo dự đoán của giới chuyên môn. Đường chuyền quá mạnh của chú nhí Dương Hoài Nhân. Ở mùa giải năm nay rất tiếc là không có những người anh em như là Bin Đen hay là Thông Đĩa của chú nhí tham gia vào giải đấu các bạn. Nếu không thì sẽ có đông hơn khán giả cổ vũ cho giải đấu năm nay. Công Ý. Bắt gol chính của Hòa An ở trong hiệp 1 đó là Hiền Cá Tra mấy bạn. Không chỉ có Phòng Cá Lóc và Em Trung Cá Trê mà bây giờ có thêm Hiền Cá Tra. Khá phong phú của đồng bằng sông Cửu Long. Thanh Duy, Ngọc Đức. Công Ý đã băng ra khá xa cầu môn các bạn. Thanh Duy, chủ nhí tiếng 2, Nguyễn Công Thanh. Không vào.
bóng đã chạm vào một hậu vệ của Hòa An rồi mới đến tay của cậu Bí. Cậu Bí bình tĩnh lại em ơi. Cậu Bí có phần hơi bị tâm lý một chút xíu. Đức Phụng rất dễ hiểu khi mà tham gia vào giải đấu có nhiều khán giả mà còn quay hình trực tiếp chụp hình nữa bạn. Các cầu thủ trẻ rất là dễ bị tâm lý. Thời niên thiếu bình luận viên cũng vậy thôi bạn ơi. Hoàng An, hôm nay thì cả hai người anh em ruột Hoàng An và Hoàng Phúc đều ra quân ở trong đội hình của đội bóng của chú Hai Vinh Thành Dân. Hoàng Phúc, Đức Phụng, Ba Mạnh. Ba Mạnh rất nhanh, tuy nhiên đường truyền vừa rồi là hơi mạnh các bạn. Chuyện hơi sâu. Khả năng cao là thần đạo bóng đá của Long Hòa sẽ được tung vào sân với thế trận như thế này. Dương Hoài Nhân, xin cảm ơn thầy Bảy Tình. Ngọc Đức, trong hiệp 2 cậu Tư Hoàng đã được cho ra nghỉ các bạn. Cậu Tư đã ghi 2 bàn thắng kèm theo một kiến tạo, góp phần nên lợi thế cho Long Hòa. Đường chuyền hơi khó cho Ngọc Đức. Giải bóng đá của chúng ta được thi đấu 2 ngày các bạn. Ngày đầu tiên diễn ra các lượt đấu vòng bảng chủ nhật tuần trước. Hoàng An, các bạn có thể xem lại cách trận đấu video và video bàn thắng highlight trên nền tảng YouTube Gold Media. Ba Mạnh, hiệp 2 này là chỉ có một mình Hòa An đá thôi các bạn. Mong rằng Hòa An sẽ có được một thế trận tốt hơn. Tấn Kiệt, xin cảm ơn Trần Thanh đến từ Long Thạnh. Ở mùa giải năm nay Long Thạnh đã không lọt vào vòng bán kết. Hoài Nhân, là nhắc nhở của Hoàng Phong. Hoàng Phong đã có mặt để chuẩn bị cho trận đấu. Cơ hội vào, Thanh Duy đã ghi bàn trong hiệp 1 và hiệp 2 cũng ghi bàn nữa rồi các bạn ơi. Nhưng mà hình như là bóng đã trúng vào Khánh Duy trước khi đi vào trong lưới các bạn. Cầu thủ nào ghi bàn cũng sẽ nâng tỷ số của trận đấu này lên cho Long Hòa thành 6-0. Tấn Phong, Ba Mạnh. Ở trận đấu này anh Ba anh không có quyết đoán lắm các bạn. Tấn Phong, anh Phong. Anh Phong tiếp bước vào để đá bóng bật hơi xa. Nếu không thì cầu thủ đến từ đoàn quân của Hòa An sẽ có cơ hội tung ra cú đá. Cú đá tiếp theo trúng vào Hoàng Phúc các bạn. Hoàng Phúc có khả năng chọn vị trí rất tốt. Chọn vị trí đúng ngay hướng đi của quả sút luôn các bạn. Nếu như không có sự góp mặt của Hoàng Phúc có lẽ sẽ là bàn thắng dành cho Hòa An. Trần Quốc Bảo, Minh Đà Râm, Minh Nhật cũng sẽ trở lại vị trí cầu thủ ở trong hiệp 2. Minh Nhật đang khởi động ở bên ngoài sân các bạn. So với ngày thi đấu đầu tiên thì ở lượt đấu bán kết này nắng đã trở lại. Trong hiệp 1 là ở khoảng nửa sau là một số cầu thủ bị xuống sức nhanh lắm nha mấy bạn. Tuy Hòa An đang bị đối thủ chiếm lợi thế nhưng mà đội bóng này vẫn còn trận đấu tranh huy chương đồng ở lượt đấu sau. Wow! Hòa An sẽ cho chúng ta thấy là đội bóng này không hề có từ bỏ cuộc nha mấy bạn. Vâng, Ba Mạnh sẽ là người ghi bàn. Lẽ ra anh Ba phải có bàn thắng rồi một nha bạn.
Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi của Ba Mạnh. Một cú đá gông rất hẹp. Nhưng mới đó mới là sở trường của Ba Mạnh. Anh Ba thường xuyên có những cú đá gông hẹp như vậy nha các bạn. Trong lượt đấu bảng thì anh Ba cũng đã mang về bàn thắng cho đội nhà. Vẫn là Ba Mạnh. Hòa An khá mạnh về hai bên hành lang cánh, tuy nhiên lại thiếu đi một vị trí tiền vệ trung tâm, người có thể kết nối lại các bạn. Người bạn thân Tư Bưởi cũng không tin rằng là cậu Tư Nguyễn Hoàng có thể ghi hai bàn thắng ở lượt đấu này. Hoàng Phúc, Minh Đa Râm, Hoàng An, anh trai ruột của Hoàng Phúc. Quốc Bảo là người đeo bám Hoàng An. Hiệp đấu thứ hai đã trôi qua được 9 phút rồi các bạn. Cả hai đội bóng đều đã có được bàn thắng. Tỷ số trong hiệp 2 đang là 1-1 nha các bạn. Cú đá của Tấn Phong. Tấn Kiệt đã can thiệp. Tấn Phong. Chí Hiếu đã được tung vào sân phía Hòa An, trung vệ mang áo số 7. Ăn đẹp trai Ba Mạnh. Ba Mạnh đã quan sát. Wow! Hoàng An đến từ tiệm điện thoại di động Phúc An sẽ có được bàn thắng của mình ở trong lượt đấu bán kết. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng đường truyền của Ba Mạnh các bạn. Không vào, bóng chạm vào sàn ngang khung thành của cầu Bí. Bàn thắng vừa rồi đã rút ngắn tỷ số còn 2-6 cho Hòa An. Hòa An đã thi đấu hay hơn, khởi sắc ở trong hiệp đấu thứ hai nha mấy bạn. Bằng chứng là đã có hai bàn thắng. Công lớn trong những bàn thắng của Hòa An phải nhắc đến Tấn Phong, Hoàng Phúc và Ba Mạnh. Ba Mạnh đã tung đường truyền quyết định cho Hòa An. Tấn Phong. Long Hà phải giữ gìn lực lượng cho trận chung kết nha mấy bạn. Tuy ở trong trận đấu này thì Long Hà đang có lợi thế. Nhưng mà ở trong một giải đấu đường dài chúng ta phải có sự toan tính ở trong đó các bạn, một điều thật dễ hiểu. Và khống chế bằng ngực rất tốt của đội trưởng Nguyễn Công Thành. Cơ hội một đường truyền quá trong trại cầu Bí. Quá khao vào. Cặp đôi Quốc Bảo và Khánh Duy đã bỏ lỡ cơ hội. Thần đồng bóng đá của Long Hạnh được tung vào sân. Xếp tiếng đó thần đồng. Lần đầu mới vô mà xéo chung trận bàn thua các bạn. Thần đồng em Trần Nguyễn Minh Trung Cát Rê. Trên ảnh đó làm Cát Rê. Xin cảm ơn em cameraman Trần Khánh đó bạn. Cát Rê mới vô chút xíu mà thấy thở giữa Cát Rê. Thành Trân, đây là cơ hội cho Hòa An các bạn. Các cầu thủ chủ chốt của Long Hòa đang được rút cho đang nghỉ, chỉ còn duy nhất một mình Công Thành. Công Thành. Wow! Công Thành sẽ tiếp tục nới rộng cách biệt của trận đấu bán kết một giải bóng đá vô địch sân 7 người tranh cúp nhà khoa Sài Gòn Tâm Đức năm 2023 lên thành 7-2 cho Long Hòa. Đoàn quân của trưởng đoàn Võ Khắc Chiến. Ba Mạnh. T
Tuy Hòa An đã chiếm thế chủ động ở trong hiệp 2, một phần cũng do Long Hòa nhường lại nữa mấy bạn. Long Hòa đã phải điều chỉnh lực lượng cũng như là nhân sự nhằm chuẩn bị cho lượt đấu quan trọng tiếp theo. Đối thủ của Long Hòa nếu như giành chiến thắng ở trận đấu này là rất mạnh. Còn Hòa An vẫn còn cơ hội ở lượt đấu sau mang về tấm huy chương ở trận đấu năm nay nha các bạn. Mình Adam Tấn Phong, anh Tấn Phong tài chấp rất mạnh nhưng mà không có lỗi. Năm nay ở mùa giải năm nay thì anh Phong đã thi đấu và cải thiện tích cực rất là nhiều. Anh Phong rất tốt các bạn. Thành Nhân, Hòa An đang thi đấu hay hơn. Tuy nhiên có lẽ đó, đó là đường truyền dành cho trọng tài chính rồi mấy bạn ơi. Nắng quá mấy anh em dễ nhìn nhầm lắm mấy anh em. Mình Adam nắng quá đứng một hồi bị chóng luôn mấy bạn ơi. Cơ hội vào. Cầu thành lại tiếp tục có được vài thẳng các bạn. Cái viên ghi bàn lại chống đỡ trên đôi chân của người con trai xứ Dừa, quê hương xứ Dừa. Tỷ số sẽ được nâng lên thành 8-2 cho Long Hoa. Trên hình ảnh đó là trưởng đoàn Võ Khắc Chiến các bạn. Trưởng đoàn Võ Khắc Chiến áp 6, Long Hòa cũng đang rất là hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Đặc biệt là sự tỏa sáng của các cầu thủ ở trong sân. Vâng, và chạm bóng của Phong Cá Lóc mấy bạn. Xin cảm ơn em cameraman đã zoom cận cảnh Phong Cá Lóc. Phong Cá Lóc có tên thật là Hoàng Phong. Bóng lại chạm vào người của Hoàng Phong nữa các bạn ơi. Tung Cá Trê. Thế trận bây giờ Tung Cá Lóc với Cá Trê giờ các bạn hiểu rồi. Có cá mồi nữa nha mấy bạn. Thành Nhân, Thành Nhân, Thành Nhân, Thành Nhân đã ngã. Quả vào góc rồi anh Nhân ơi. Anh Nhân phải gắng hướng thêm bước nữa vô tâm vào cấm địa mới được nha anh Nhân. Anh Nhân đã quá quen với lối thi đấu của em Trung Cá Trê nên dễ dàng bắt bài lắm nha mấy bạn. Cơ hội trong thời gian còn lại của hiệp 2 sẽ là dành cho Hòa An. Tuy không có được thế trận hay là tỷ số tốt nhưng mà chúng ta ghi bàn sẽ có bàn thắng, có highlight. Mình Adam, ở giải đấu năm nay hình ảnh đó cũng như video rất là chất lượng nha mấy anh em. Có thể theo dõi lại trên link Google Drive và link YouTube. Hoàng Phúc, Trung Cá Trê, Hoàng An, Phong Cá Lóc. Khả năng cao là trưởng đoàn Võ Khắc Chiến sẽ chuẩn bị cho buổi chiều này các bạn. Một bữa tiệc khá lớn cùng với anh Thanh. Xin thông tin đến quý vị và các bạn, sau trận đấu này sẽ tiếp tục là cặp đấu giữa Hòa Long cùng với Hòa Hưng Thạnh ở trận bán kết 2. Wow! Không để thua kém so với người anh trai ruột Hoàng An thì bây giờ Hoàng Phúc cũng tiếp tục lập công cho đội nhà, đội bóng của huấn luyện viên Hai Vinh. Ba tám cho Hòa An mấy bạn. Một điều đáng khen ngợi và tích cực ở trận đấu năm nay là mấy anh em thi đấu không kém phần quyết liệt. Anh Tấn Phong, Hòa An vẫn còn trận đấu tranh huy chương đồng nếu như không có được kết quả tốt ở lượt đấu này. Đối thủ của Hòa An quá mạnh các bạn. Đội hình của Long Hòa rất là đồng đều, lực lượng rất là dày. Hòa An gặp vấn đề ở vị trí tiền vệ trung tâm, người có thể liên kết tiền đạo và hậu vệ
phía đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Hải Vân. Cậu Mỹ, thủ môn của Hòa An bắt rất là hay mà thể hình cũng lý tưởng lắm nha các bạn. Thủ thành Cậu Mỹ, trung cá trai đối đầu với Phong Cá Lóc, một cuộc đối đầu không hề khoan nhượng, rất là gay cấn quyết liệt lên nha mấy bạn. Tính chất quyết liệt, căng thẳng, kịch tính không hề kém mà thiếu đi ở trong giải đấu năm nay. Nhưng mà mấy anh em đều thi đấu fair play, tranh chấp bóng quyết liệt nhưng mà có giới hạn nha các bạn, nhằm bảo vệ sức khỏe của mình. Hoàng Phong, Trung Cá Trê, Trung Cá Trê đang thi đấu rất tự tin. Chỉ Hiểu, anh Tấn Phong, anh Tấn Phong đã di chuyển rất là rộng ở trong trận đấu này. Lỗi thuộc về Hoàng Phúc, Hoàng Phúc xử lý hơi chậm ở trong tình huống vừa rồi các bạn. Lẽ ra Hoàng Phúc nên có đá, có một cú đá ở nhịp đầu tiên, một chạm thôi. Đường truyền dành cho Khánh Duy. Khánh Duy tuổi đời còn rất trẻ các bạn, chân súc sinh năm 2007, nhưng thi đấu không hề kém cạnh so với những người đàn anh ở những trận đấu gần đây. Mong rằng Khánh Duy và Quốc Bảo sẽ hoàn thiện hơn để trở thành tương lai của bóng đá quê hương Châu Thành hay là Bến Tre. Anh Tấn Phong, Minh Anh Râm, Công Thành, Quốc Bảo không vào. Quốc Bảo đá trúng vào sàn ngang khung thành của Công ấy. Khánh Duy, nếu như mà Quốc Bảo truyền cho Khánh Duy là có bàn rồi nha Bảo. Khánh Duy đứng chờ bên cột 2 nãy giờ. Người cha thân thương của Tấn Kiệt là chú Hai Kịch đã có mặt các bạn. Hồi nãy bình luận viên của nhắc chú Hai. Công Mỹ, quả phạt góc tiếp theo. Xin cảm ơn anh Tăng Bên, xin cảm ơn anh NGK, xin cảm ơn anh Bảo Bình, Lý Ngọc và Như Ý. Đánh đầu, cô đánh đầu của anh Công Thành. Hôm nay anh Công Thành, ba cha con anh Thành, cậu Tư, Nguyễn Hoàng, Duy Cá Mồi đều ghi bàn thắng cho Long Hòa. Hết nha các bạn, trên ảnh đó là các quý khán giả cũng như là lãnh đạo, ban ngành đoàn thể. Vâng, đã có bàn thắng cho Hòa An. Hòa An, Hòa An hãy cố gắng lên mấy anh em, còn Thảo là mình còn gãy. 4-8 cho Hòa An. Wow, Văn Huy đã có bàn thắng cho Long Hà, một cú lớp bóng thả diều các bạn ơi. Anh Công Thành là người ghi bàn thắng 9-3 cho Long Hà. Bây giờ xếp Hà của trạm y tế, trưởng trạm y tế Sẻo Long đã có mặt các bạn. Ở lượt đấu đầu tiên của vòng bảng thì Xếp Hà cũng đã một lần phải vào sân, điều mà bình luận viên không hề mong muốn thế nào các bạn. Tuy nhiên thì sự có mặt của Xếp và Hà cũng đã cho thấy được công tác chuẩn bị cho giải đấu năm nay rất là chu đáo các bạn. Ban tổ chức đã phân công rất là kỹ cho các anh em đều góp mặt theo đúng với nhiệm vụ đã được phân công. Khánh Duy nhằm đảm bảo tốt và chất lượng cho giải đấu năm nay. Đây là hoạt động thể dục thể thao nằm trong chuỗi hoạt động của Ủy ban dân xã Giao Long năm 2023. Giao Long của chúng ta vẫn đang trên con đường xây dựng xã nông thôn mới, mong rằng những hoạt động đóng góp mà thể dục thể thao sẽ giúp cho Giao Long của chúng ta sớm đạt được chuẩn nông thôn mới, sánh vai với các xã trong địa bàn huyện Châu Thành. Chúng ta cùng trở lại với diễn biến chính của hiệp đấu thứ hai, trận bán kết 1 giữa Long Hòa và Hòa An. Long Hà là đội bóng được đánh giá cao và đội bóng này cũng đã thi đấu tốt. Tuy nhiên trong hiệp 2 thì Hòa An đã thi đấu khởi sắc hơn với lối chơi đoàn kết. Trong hiệp 1 là Hòa An thi đấu cá nhân nhiều lắm nha mấy bạn. Công Thành và xử lý chưa thành công của Hoàng Phúc. Quốc Bảo, Minh Anh Râm ở bên trong. Tiếng 2
và phần góc dành cho Long Hòa. Vâng, và đó cũng là tình huống cuối cùng. Xin chúc mừng cho Long Hòa sẽ tiến vào trận chung kết và Hòa An sẽ có được trận đấu tranh hạng 3 sau trận đấu này.